Thưa quý vị và các bạn, những nỗ lực cải tiến không ngừng trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững giúp Sapeco từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng ý nghĩa. Cùng với đó, việc liên tục thúc đẩy các sáng kiến tăng trưởng xanh, Sapeco cho thấy sự kiên định với mục tiêu đầu tư kinh doanh phải đi đôi với việc phát triển bền vững cùng quốc gia, xứng tầm với tầm vóc của thương hiệu có bề dày lịch sử gần 150 năm. Sapeco luôn nỗ lực tạo ra những thay đổi tích cực để nâng cao vị thế thương hiệu Việt, đồng thời thúc đẩy sự phát triển tích cực cho cộng đồng và Việt Nam, với cam kết đầu tư phát triển kinh doanh phải đi đôi với việc phát triển bền vững. Và để làm được điều đó, Sapeco đã triển khai nhiều sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị ESG hướng đến các mục tiêu tăng trưởng xanh của doanh nghiệp và quốc gia. Từ khi xây dựng tới ngày nay, chúng tôi luôn coi cái việc phát triển bền vững, xanh sạch môi trường là cái nhiệm vụ xuyên suốt cho tới ngày hôm nay. Từ khi chính phủ đưa ra cái lộ trình mà phát triển bền vững, thì Sapeco đã đưa ra cái chiến lược và 11 cái mục tiêu ESG, tức là môi trường, xã hội và quản trị. Từ năm 2020, doanh nghiệp này đã chú trọng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo để tối ưu hóa hiệu suất và chi phí, nhằm đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng không của chính phủ vào năm 2050. Dự kiến sau khi kết thúc giai đoạn 2 của dự án năng lượng mặt trời, toàn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà lắp đặt tại 17 trong số 26 nhà máy của Sapeco sẽ giúp đáp ứng khoảng 23% lượng điện tiêu thụ trên toàn hệ thống, tương đương tiết kiệm được 25 triệu kWh điện, tiết giảm được khoảng 18.000 tấn CO2 mỗi năm. Ngoài ra, doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu sinh khối biomass từ thực vật như là chấu, mùn cưa, vỏ hạt điều và lá cây, thay cho lò hơi đốt bằng nhiên liệu hóa thạch, giảm lượng nước sử dụng để sản xuất mỗi lít bia từ 5 lít xuống còn dưới 3 lít nhờ các sáng kiến trong thu gom và xử lý nước thải. Doanh nghiệp này còn cải tiến bao bì sử dụng vỏ lon mỏng, thùng cắt tông và két chai nhẹ hơn, tái sử dụng vỏ chai để giảm thiểu tác động đến môi trường. Chúng tôi sử dụng hai cái nguồn nhiệt, đó là nhiệt nóng và điện. Nhiệt nóng dùng để nấu bia và điện dùng để vận hành các cái hệ thống thiết bị làm lạnh bia, cũng giống như là các cái thiết bị trong cái sản xuất ngành bia. Để thay thế hai cái nguồn này thì chúng tôi chọn hai cái nguồn trong cái 6 nguồn năng lượng sạch, đó là cái nguồn sinh khối và cái nguồn năng lượng mặt trời. Thì tới ngày hôm nay, hầu như 26 các nhà máy bia mà chúng tôi quản lý đã sử dụng cái nguồn sinh khối cho cái việc sản xuất hơi, và 18 nhà máy đã và đang được lắp đặt cái hệ thống năng lượng mặt trời để góp phần cho cái việc chỉ thị của chính phủ về việc sử dụng các năng lượng xanh và sạch. Năm 2023, doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2023 theo chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam CSI 100 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Đây cũng là năm đầu tiên Sapeco tham gia chương trình và đáp ứng bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp trong 3 năm từ quản trị đến môi trường, lao động và xã hội. Giải thưởng đã khẳng định những nỗ lực cho hành trình kiên định thực hiện cam kết phát triển bền vững của Sapeco tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Sapeco vẫn không ngừng nghiên cứu, cải tiến sáng tạo sản phẩm và thương hiệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của người tiêu dùng. Từ đó củng cố và lan tỏa giá trị của thương hiệu bia lâu đời gắn liền với văn hóa ẩm thực và đời sống của người Việt. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã khéo léo lồng ghép, quảng bá các nét đẹp của văn hóa Việt Nam, giúp khơi gợi tình yêu và lòng tự hào về truyền thống, văn hóa dân tộc, nỗ lực nâng tầm vị thế thương hiệu Việt, đưa bia Việt Nam vươn xa khắp toàn cầu.